Thôi thôi. Vâng. Trả lời. Chú hỏi cái gì trả lời cái đấy nha. Dạ. Rồi rồi nó mới gì ạ? Ủa nó không? Ủa nó chưa cho con hay hả? Bà đưa nó về nhà đi. Mà cậu con á là thường xuyên là thức như là giật mình á, dạ. Trời cái nhẹ cái gì cũng giật mình á. Nhưng mà hôm đó cậu con hai cậu con ngủ không có nghe hoặc gì chứ. Dạ, có mình con nghe à. Con đi ra là con kiểm tra là không thấy. Rồi con nằm con ngủ á, con mới chui lại vô mùng là con nghe mẹ đi bịch bịch đây nè. Đi tới đây luôn. Dạ chỗ này luôn. Tại chỗ này là nó, cái đan á, dạ nó bị sập á nên nghe. Rồi mẹ con á, tự nhiên đèn nhà người ta không có cúp, không có ai chứ tự nhiên nhà con chết tắt xuống. Là ngoài con làm sao với con vừa ngồi gì là con bật đèn là ngồi gì là mở đèn lên lại là lúc đó ngoại con bị mẹ con kéo giò kêu giò hả? Dạ mẹ con khóc lần sau á chỗ cái bàn á. Dạ, khóc luôn khóc. Dạ. Cứ nọ mỗi tối nằm một hai giờ sáng nằm ngủ đây nè là mẹ đi tới luôn bịt hoài. Còn gặp lâu chưa? Dạ con gặp mấy hôm nay ạ. Mấy hôm nay hả? Dạ lúc mẹ con chết là qua ngày sau. Qua ngày sau gặp liền. Dạ qua ngày sau gặp. Lúc mà đưa mẹ con đi á là mở cửa mã là mẹ con biết là mẹ con chết rồi. Là mẹ con về đây nè, cái hồn ngoan mẹ con về đây. Còn cái hồn mà bị chết hoang ở trển á. Dạ. Con nói gì chứ? Lúc mà đưa hồn mẹ con đi chôn á, mở con ở nhà rồi mẹ con khóc. Ở sao mở con nghe. Mẹ khóc. Ba đứa con của con nghe mấy chú hỏi ha. Dạ. Con tên gì? Dạ, Tường Vi. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 8 tuổi. Học lớp mấy rồi con? Lớp 2. Lớp 2. Con còn đang đi học ha. Còn bé này? Dạ, con tên Lài. Lài. Con bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. Học lớp mấy? Dạ, học lớp 4. Học lớp 4. Còn con trai đó? Dạ, con Lê Thanh Tài. Dạ, dạ, con 15 tuổi. À, con đi học không? Dạ, con không có học. Dạ, con học lớp 1 rồi con nghỉ rồi. À, vậy hả? Tại gia đình con nghèo á, nên con phải nghỉ con đi làm. Hiện tại con làm nghề gì? Dạ, hiện tại con đang như là con đi cái gì người ta mướn cái gì con làm cái đó. Có nghĩa là không có cái nghề nghiệp ổn định. Dạ. À. Tại vì con không có giấy tờ hay là gì, không có giấy khai sinh nữa. Vậy là con làm ở dưới quê đi ha, hay là dạ, ở dưới quê. Dưới quê cũng đi làm ruộng cho người ta nữa ha. Dạ. Ai mướn gì con làm cái đó. À. Rồi ví dụ như bây giờ mấy cô chú về vận động mạnh thường quân giúp đỡ cho con bán giấy số con chịu không? Dạ bán giấy số hả? Dạ con nếu mà kiếm gì công ty được á thì con sẽ đi làm công ty. Tại vì là... tại con không biết chữ. Đúng không? Dạ, con không biết dạ, chữ con, thì con biết chữ nhưng mà con học lớp 1 tại con học giỏi á, con học lớp 1 là con biết chữ rồi. Người ta cần thật dạ, ra là con phải biết chút xíu nữa chứ con học lớp 1 là người ta nhận. Con phải biết viết nữa. Dạ. Bây giờ chữ là con đọc được không? Dạ được, con đọc được. Dạ con đọc gành rồi mà. Dạ đọc gành như là lớp 7 lớp 8 vậy á. Rồi con bé này là hiện tại con nó học lớp 4 rồi. À, rồi mẹ mất, ba ở tù đến bây giờ. Rồi mấy con buồn không? Nhớ buồn. Buồn hả? Nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ ba không? Dạ có. Ví dụ như ba làm mẹ vậy đó, con có hận ba, có ghét ba không? Dạ không. Không hả? Dạ. Rồi bây giờ là ví dụ như bên nhà nước có cho đi thăm ba con đi không? Con chịu đi không? Dạ chịu. À. Dạ, con gái thứ hai, con gái thứ ba này nó hư trai lắm. Dạ. Cái khóc rồi kìa. Dạ, nó hư trai lắm. Rồi từ hôm bữa mà con hay xảy ra sự việc đó. Rồi con có đi theo ngoại xuống dưới không hay là con ở đây? Dạ không, hai chị em con ngủ tới 5 giờ bà ngoại mới cho hay. Trời con với bà ngoại giấu cho hai đứa em hay. Rồi lúc đó con ở đây hay là con ở đâu? Dạ con ở đây. Nhưng mà mẹ mất rồi ngoại giấu luôn. Tới 5 giờ sáng là mẹ mới cho bà ngoại mới cho con hay. Chứ để cho lúc 1 giờ là con khóc là bà hai với lại ông hai kia ngủ được. Rồi lúc đó là đem xác mẹ về chưa? Dạ sáng rồi mẹ đem về. Đem về là con ngoại con mở ra cho cái mặt là con thú thiểu. Vậy hả?
ba đứa đi học rồi có bảo hiểm gì mà gì kêu bản gì nè, có gì ta phụ mình không, miễn phí gì không? Dạ có không? Dạ cô cho con tập rồi. Dạ dạ thưa Úc, có Úc này nó có cô cho tập nha. Cô có quay em con á, là cô cũng kêu á chừng nào mà không có tiền nó trả lại cho cô cho tiền đi học. Ừ. Rồi bây giờ ba mẹ như vậy đó, rồi con có tính nghỉ học không để con đi làm lo cho em không? Con có tính nghỉ học không? Con... không nghe. Ừ. Con thì một mình con nghỉ học thôi. Con nghỉ học lâu rồi, tại con lớn không đi làm được, cho hai em con đi học. Đúng rồi, với lại tuổi em của con giờ là đi làm cũng đâu làm được cái gì. Dạ. Ráng cho em học. Dạ. Học sau này có cái trình độ để đi làm công ty, dù sao nó cũng đỡ hơn là những người mà học thấp. Dạ. Thì hai em con không có ba không có mẹ. Ừ. Hôm nay con có đi học không? Dạ. Hôm nay con có đi học không? Con vô trường mấy người bạn con có biết là ba con giết mẹ không? Dạ, bữa đó là thầy con với cô của em con á, với lại mấy bạn em con xuống. À. Thầy con gửi vô 200 ngàn. Thầy cúng đây ha. Dạ. À. Con bé này nè. 8 tuổi hả con? Dạ. Ừ, chưa con. Chưa con. Rồi con biết nấu cơm nước gì phụ ngoại không? Dạ biết, nhưng mà ngoại không cho nấu. Rồi bây giờ là ba anh em ở chung ngoại. Ừ. Ví dụ như ngoại kêu làm gì thì giúp ngoại nha. Tại vì bây giờ là ba con nói gì nói ở tù thì cũng không ít. Tại vì giết mẹ, giết người thì không có dài năm. Cũng mười mấy năm, 20 năm gì đó, hay là hơn nữa. Thì bây giờ con cứ nghĩ là con là anh hai, là gánh vác hai đứa em, thì con phải biết lo cho hai em mình. Không, cái tuổi của con nó bồng bột, con phải nghe lời ngoại. Ví dụ đi ra đường người ta gạt, người ta kêu, ta dụ mình cái gì đó, nó kêu mình mua bán cái gì đó, mình không được đi nghe không. Cái tuổi con dễ bồng bột, nhưng là ma túy rồi đó, nguy hiểm lắm. Bây giờ con là giống như là anh hai, là gánh vác hai đứa em mình rồi đó. Mẹ mất, ba ở tù. Thu nhập mà con làm cho người ta khoảng bao nhiêu một ngày? Dạ anh, con đi làm thì người ta cho nhiêu con nhận nhiêu à, chứ con đem về hết trơn à. Thường là con làm bao nhiêu một ngày? Thường con đi làm cho người ta được vài chục ngàn, rồi hoặc là con đi bắt tổ ong á. Dạ, bắt mà ong bán cho người ta, người bệnh người ta. Dạ. Là một ngày con bắt cũng cỡ được trăm mấy thôi. Ừ. Dạ bắt cực. Bắt gì con? Dạ bắt tổ ong. Bắt ong có khi nào con bị ong đánh không? Dạ dạ con dạ đánh ngay tay ngay chân thì con không có sao, dạ tại vì con quen rồi. Ngoài công việc bắt ong ra con làm gì khác không? Dạ con á hả? À. Dạ không, con đi bắt ong rồi con đi làm việc phụ giúp người ta vậy á, ai muốn việc làm đâu. Ừ. Lúc mẹ con chưa mất, anh hai con còn ở trên, mẹ con ở trên thành phố trả nó. Anh hai con đi làm được 200 ngàn á, mẹ con đưa cho mẹ con mừng. Ừ. Rồi mẹ lúc mà chưa xảy ra sự việc, mẹ với ba có thường thăm ba đứa không? Có về thăm không? Dạ có. Dạ, có. Ừ. Cha con mà Tết không hứa với con á là lễ về thăm hai chị em con, với nghỉ hè hứa hai chị em con. Ừ. Mà chưa cho cha đi tù rồi, mẹ mất. Tình bỏ qua đứa con tội nghiệp, nghiệp mấy đứa không? Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ bên nội con rước con về bên đó, con chịu về không? Dạ. Sao không về? Bên kia cũng là bên nội, là bên ruột mình mà. Dạ, tại con ở với ngoại. Ở ngoại quen ha. Mẹ con ở từ nhỏ lớn luôn. À. Dạ. Được lúc mà ở dưới Hòa Bình nó bắt sáo xuống kêu cha mẹ lên phố làm, rồi con về đây ở với ngoại. Ừ. Không đi đâu. Mẹ ngày mà mẹ con mất giờ bà nội có xuống không con? Dạ bà nội mất rồi. Rồi
Bà nội mất. Nhưng mà nói với con mà con tin lắm. Con bé này biết biết mẹ mất là sao không? Hả? Con biết không? Mà con biết cái từ mất là gì không? Là chết là biết gì không? Chưa biết không? Con là con biết không? Ví dụ như sau này con nói là con bữa chở mẹ con sống bé này là con biết không? Chứ từ chết chứ từ sống là gì không? Dạ nó biết mẹ chết rồi. Mẹ chết là sau này con có gặp lại mẹ không? Gặp hả? Không biết. Không biết. Nó không biết. Nó còn nhỏ quá. Biết. Chưa suy nghĩ tới. Nó nói mẹ là con hỏi nó mẹ con đi làm mà chết. Nó nói là cái hồn mẹ đi làm. Con nói chuyện lớn lớn lên để cho mà dạ. Vương tao nghe. Ừ. Dạ. Vậy là hồi lúc về đem mẹ về con bé này ngủ ha. Dạ. Ngủ ngủ sáng 12. Dạ. Bé này nè, bé